Thời sự quốc tế ngày 28 tháng 12 Tổng thống Pháp bày tỏ quan ngại sâu sắc nhất với Thủ tướng Israel về số dân thường thiệt mạng ở Gaza. Vì các bạn đồ đánh giá tình hình ở Gaza nguy hiểm nghiêm trọng. Nga cảnh báo Nhật Bản về việc cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Nga nói Hàn Quốc đừng ngạc nhiên nếu Moscow trả đũa lệnh trừng phạt. Tổng thống Moldova nói ông Putin phải bị ngăn chặn. Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ông Kim Jong Un ra lệnh cho quân đội tăng tốc chuẩn bị chiến tranh. Nhóm tấn công hàng không mẫu hạm hải quân Hoa Kỳ tiến vào biển Đông. Người dân Trung Quốc nói dịch bệnh nghiêm trọng, nhiều người tử vong đột ngột. Kính mời quý vị cùng thưởng thức hồng trà san tuyết Sùng đô của đạm thủy. Trà có vị ngọt mật sâu lắng, được lên men hoàn toàn tự nhiên. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Quý vị đang theo dõi mục thời sự quốc tế ngày 28 tháng 12 của DKN. Quý vị có thể liên hệ đặt quảng cáo trong bản tin của chúng tôi qua số điện thoại 0925 893 893 hoặc email bpa.dkn.tv. Sau đây là nội dung bản tin. Mở đầu chương trình là những cập nhật về xung đột ở giải Gaza. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ mối quan ngại sâu sắc nhất về thương vong dân sự rất nặng nề và tình trạng khẩn cấp nhân đạo tuyệt đối mà dân thường ở Gaza đang phải đối mặt. Theo bản ghi của Điện Elize về cuộc điện đàm ngày 27 tháng 12, ông Macron đã nói với ông Netanyahu về trách nhiệm của Israel trong việc bảo vệ dân thường và sự cấp bách của việc cung cấp viện trợ cần thiết cho người dân Gaza. Ông Macron cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn lâu dài với sự giúp đỡ của tất cả các đối tác khu vực và quốc tế. Tổng thống Macron cho biết Pháp sẽ hợp tác với Jordan trong những ngày tới để thực hiện các hoạt động nhân đạo ở Gaza. Tổng thống Pháp cũng nói với ông Netanyahu rằng việc thả tất cả con tin ở giải đất này, trong đó có ba công dân Pháp, là ưu tiên hàng đầu của Pháp. Thủ tướng Netanyahu đã cập nhật cho ông về nỗ lực của Israel trong việc giải phóng các con tin và đề nghị Tổng thống Pháp tiếp tục làm việc để giải phóng họ. Ông Macron nhấn mạnh, rất quan trọng của việc Israel thực hiện tất cả các bước cần thiết để chấm dứt bạo lực do một số người định cư gây ra đối với dân thường Palestine cũng như đối với bất kỳ dự án định cư mới nào ở bờ Tây đe dọa đến giải pháp hai nhà nước. Theo chính phủ Pháp, giải pháp hai nhà nước là giải pháp khả thi duy nhất để bảo đảm an ninh lâu dài của Israel và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người Palestine. Ông Macron tái khẳng định cam kết của Pháp đối với an ninh của Israel và nhắc lại các bước được thực hiện trong khuôn khổ Liên minh châu Âu nhằm thiết lập các biện pháp trừng phạt chống lại Hamas, cũng như các biện pháp được thực hiện với các đối tác quốc tế chống lại các nhóm khủng bố đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực. Theo chính phủ Israel, ông Netanyahu cảm ơn ông Macron vì vai trò tích cực của Pháp trong việc bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đỏ, cũng như sự sẵn sàng của Pháp trong việc góp phần khôi phục an ninh dọc biên giới giữa Israel với Liban. Thủ tướng Israel cũng nói rõ rằng người dân và chính phủ Israel quyết tâm làm việc bằng mọi cách để đưa cư dân Israel ở các cộng đồng phía nam gần Gaza và các cộng đồng phía bắc gần biên giới Liban trở về nhà của họ. Ngày 27 tháng 12, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho rằng nạn đói và chiến tranh khiến dân số ở giải Gaza đang ở trong tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng trong thông báo, tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện các biện pháp khẩn cấp để giảm bớt mối nguy hiểm nghiêm trọng mà người dân ở giải Gaza phải đối mặt, cũng như nhằm mục đích giảm thiểu nguy cơ đối với đội ngũ nhân viên nhân đạo trong quá trình giúp đỡ người bị thương nặng. Ông Tedros cho biết WHO mới cung cấp vật tư cho hai bệnh viện trong ngày 27 tháng 12. Tuy nhiên, 21 trong số 36 bệnh viện ở giải Gaza không còn hoạt động. Các báo cáo ghi nhận nhu cầu thực phẩm tiếp tục là vấn đề cấp bách trên khắp giải Gaza, trong khi người dân đã yêu cầu các đoàn xe dừng lại để tìm kiếm thức ăn. Bên cạnh đó, khả năng cung cấp thuốc, vật tư y tế và nhiên liệu cho bệnh viện của WHO đang ngày càng bị hạn chế bởi nạn đói và tâm lý tuyệt vọng của người dân. Theo Tổng Giám đốc WHO, sự an toàn của đội ngũ nhân viên cứu trợ nhân đạo và khả năng duy trì hoạt động hỗ trợ liên tục, phụ thuộc vào việc có nhiều thực phẩm hơn được chuyển đến toàn bộ giải Gaza ngay lập tức. Ngày 27 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết động thái của Nhật Bản cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho mối quan hệ Nga-Nhật. Mối quan hệ giữa Moscow và Tokyo vốn đã khó khăn, này đã xấu đi nghiêm trọng kể từ khi Nga mở cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Nhật Bản đã cùng các đồng minh phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế sâu rộng đối với Nga. Tuần trước, Nhật Bản cho biết họ sẽ chuẩn bị chuyển tên lửa phòng không Patriot sang Mỹ sau khi sửa đổi hướng dẫn xuất khẩu vũ khí trong đợt cải tổ lớn đầu tiên của Tokyo về hạn chế xuất khẩu sau 9 năm mặc dù các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới của Nhật Bản vẫn ngăn cản nước này vận chuyển vũ khí đến các nước đang có chiến tranh, nhưng nó có thể gián tiếp mang lại lợi ích cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga vì Nhật giúp Mỹ có thêm khả năng cung cấp viện trợ quân sự cho Kyiv. Bà Zakharova nói trong cuộc họp báo hàng tuần, phía Nhật Bản mất quyền kiểm soát các loại vũ khí mà giờ đây Washington có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Không thể loại trừ khả năng rằng, theo kế hoạch đã được xem xét, tên lửa Patriot sẽ đến Ukraine. Bà nói, một kịch bản như vậy sẽ được hiểu là những hành động thù địch rõ ràng chống lại Nga và sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho Nhật Bản trong bối cảnh quan hệ song phương. Đầu tháng này, Nhật Bản và Hàn Quốc đều điều máy bay phản lực theo dõi các chuyến bay chung của máy bay ném bom và máy bay chiến đấu của Trung Quốc và Nga gần lãnh thổ của họ Nga và Nhật Bản vẫn chưa ký kết một hiệp ước chính thức chấm dứt tình trạng thù địch trong Thế chiến thứ hai do tranh chấp lãnh thổ cũ liên quan đến một chuỗi đảo ở Thái Bình Dương. Ngay cả trước cuộc xung đột Ukraine, Tokyo đã phàn nàn về việc Nga tăng cường khai triển quân sự trên các hòn đảo mà Liên Xô đã chiếm giữ từ Nhật Bản vào cuối Thế chiến thứ hai. Cũng trong ngày 27 tháng 12, Nga nói với Hàn Quốc rằng Đừng ngạc nhiên, nếu Moscow trả đũa Seoul vì đã mở rộng danh sách hàng hóa không được phép xuất khẩu hàng hóa từ quốc gia Đông Á này sang Nga nếu không có sự cho phép đặc biệt. Seoul cho biết trong tuần này rằng họ sẽ bổ sung hơn 600 loại hàng hóa có khả năng được sử dụng cho mục đích quân sự vào danh sách kiểm soát xuất khẩu sang Nga. Danh sách này bao gồm thiết bị xây dựng hạng nặng, pin sạc, linh kiện hàng không và một số ô tô. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu trong một cuộc họp báo vào ngày 27 tháng 12: "Đây là một động thái không thân thiện để thực hiện theo yêu cầu của Washington. Nó sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế và ngành công nghiệp của Hàn Quốc. Chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp đáp trả và không nhất thiết phải là các biện pháp đối xứng. Hàn Quốc không nên ngạc nhiên khi chúng tôi làm vậy." Tổng thống Moldova Maya Sandu cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 27 tháng 12 rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin phải dừng các cuộc chiến chống lại Ukraine nếu không toàn bộ châu Âu sẽ phải trả giá cao hơn nhiều. Bà Sandu từ lâu đã chỉ trích việc Nga xâm lược Ukraine và coi Điện Kremlin là mối đe dọa lớn nhất đối với đất nước của bà. Quốc gia nằm giữa Ukraine và thành viên eu Romania. Nga cáo buộc bà đã phá hoại các mối quan hệ tốt đẹp và kích động tư tưởng bài Nga. Bà Sandu nói với tập đoàn truyền thông Veridica có trụ sở tại Rumani. Các vị phải hiểu rằng Tổng thống Putin sẽ không dừng lại trước khi ông ấy bị ngăn chặn. Và trước khi ông ta bị ngăn chặn, cái giá phải trả sẽ còn cao hơn nhiều đối với tất cả chúng ta. Chính Ukraine đang phải hy sinh lớn nhất. Vì lợi ích của tất cả mọi người, không chỉ Ukraine và Moldova, Ukraine cần tiếp tục nhận được hỗ trợ mặc dù bà không đề cập trực tiếp đến sự chậm trễ về mặt thủ tục trong việc tài trợ từ cả Hoa Kỳ và liên minh châu Âu. Bà nói với trang Veridica: "Tôi cũng trông cậy và tin tưởng vào sự đoàn kết của các nền dân chủ thế giới và tôi hy vọng Ukraine sẽ tiếp tục nhận được mọi hình thức hỗ trợ mà nước này cần." Tổng thống Moldova nói đã làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ Ukraine, như đào tạo kỹ sư và hỗ trợ 80.000 công dân Ukraine tìm nơi ẩn náu. Liên minh châu Âu trong tháng này đã đồng ý mở các cuộc đàm phán thành viên với cả Moldova và Ukraine, một quá trình lâu dài đòi hỏi các ứng viên phải nâng cấp luật pháp và đáp ứng các tiêu chuẩn của EU. Ngày 27 tháng 12, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh cho quân đội, ngành công nghiệp đạn dược và lĩnh vực vũ khí hạt nhân, đẩy nhanh việc chuẩn bị chiến tranh để chống lại những gì ông gọi là động thái đối đầu chưa từng có của Mỹ. Hãng tin KCNA đưa tin, phát biểu về định hướng chính sách cho năm mới tại cuộc họp quan trọng của đảng cầm quyền nước này vào ngày 26 tháng 12. Ông Kim cũng cho biết, Bình Nhưỡng sẽ mở rộng hợp tác chiến lược với các nước độc lập chống chủ nghĩa đế quốc. KCNA cho biết, ông Kim đã đặt ra các nhiệm vụ chiến đấu cho quân đội và ngành công nghiệp đạn dược, vũ khí hạt nhân và phòng thủ dân sự nhằm đẩy nhanh hơn nữa quá trình chuẩn bị chiến tranh. Triều Tiên đang mở rộng quan hệ với Nga cùng với các nước khác khi Washington cáo buộc Bình Nhưỡng cung cấp thiết bị quân sự cho Moscow để sử dụng trong cuộc chiến với Ukraine, trong khi Nga cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để giúp Triều Tiên nâng cao năng lực quân sự. Báo cáo cho biết, ông Kim cũng đặt ra các mục tiêu kinh tế cho năm mới trong cuộc họp, gọi đây là năm quyết định để hoàn thành kế hoạch phát triển 5 năm của đất nước. Ngày 27 tháng 12, nhóm tấn công hàng không mẫu hạm Hải quân Hoa Kỳ ký hiệu CSG-1 do hàng không vũ hạm lớp Nimitz USS Carl Vinson dẫn đầu đang hoạt động ở biển đông sau chuyến thăm cảng thành công theo lịch trình tới cộng hòa singapore ở biển đông nhóm tàu tấn công đã tiến hành các hoạt động an ninh hàng hải bao gồm các hoạt động diễn tập với máy bay cánh cố định và cánh quay diễn tập tấn công trên biển và huấn luyện chiến thuật phối hợp giữa các đơn vị trên mặt nước và trên không Hoạt động của hàng không mẫu hạm lớp Nimitz USS Carl Vinson ở Biển Đông là một phần trong sự hiện diện thường xuyên của Hải quân Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chuẩn đô đốc Carlos Sardiano, chỉ huy CSG-1 cho biết, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục các hoạt động hàng hải an toàn ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, để tất cả các quốc gia có thể hưởng lợi từ việc sử dụng các vùng biển chung. Điều này bao gồm Biển Đông. Vị chuẩn đô đốc này nói tiếp, Kể từ khi đi qua Thái Bình Dương từ San Diego vào Biển Đông, chúng tôi đã tham gia các cuộc tập trận huấn luyện đa phương, ba bên và song phương ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương để tăng cường khả năng sẵn sàng kết hợp của chúng tôi với các đồng minh và đối tác cùng chí hướng, nhằm thể hiện cam kết chung của chúng tôi đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Trước khi tiến vào Biển Đông, CSG1 đã tham gia cuộc tập trận hàng hải ba bên với lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản và Hải quân Hàn Quốc cuộc tập trận tạo cơ hội cho ba lực lượng hàng hải cùng nhau ra khơi và tiến hành lập kế hoạch nâng cao cũng như các hoạt động liên lạc hàng hải tiên tiến. Nhóm tàu tấn công USS các Vision rời San Diego vào ngày 12 tháng 10 để khai triển theo lịch trình tới Tây Thái Bình Dương. Kể từ khi bước vào khu vực hoạt động của hạm đội 7 Hoa Kỳ, nhóm này đã tham gia sự kiện bong lớn và cuộc tập trận thường niên 2023 ở biển Philippines. Các cuộc tập trận này mang lại cơ hội hợp tác với các lực lượng đồng minh như Hải quân Hoàng gia Úc, Hải quân Hoàng gia Canada và JMSDF nhằm tăng cường hơn nữa các nỗ lực hợp tác trong khu vực. CSG1 là đội tàu và máy bay đa nền tảng có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trên toàn cầu, từ nhiệm vụ chiến đấu đến hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa. CSG1 hiện được khai triển tới khu vực hoạt động của hạm đội 7 Hoa Kỳ để hỗ trợ cho một Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hạm đội 7 Hoa Kỳ là hạm đội được khai triển ở tiền phương lớn nhất của Hải quân Hoa Kỳ và thường xuyên tương tác cũng như hoạt động với các đồng minh và đối tác nhằm bảo vệ một khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Đảng Cộng sản Trung Quốc cố tình che giấu sự thật rằng dịch bệnh đang hoành hành ở đại lục Người dân đông bắc Trung Quốc tiết lộ đợt dịch này còn nghiêm trọng hơn đợt cuối năm ngoái. Có rất nhiều người chết đột ngột và người dân hàng ngày chứng kiến xe chở xác đến lò hỏa táng. Trường Xuân, Cát Lâm, ngày nào cũng thấy xe chở thi thể đến lò hỏa táng. Gần đây, ông Lâm, một công dân Trường Xuân, nói với phóng viên Báo Đại kỷ nguyên tiếng Trung rằng dịch bệnh chưa bao giờ dừng lại, nhưng sự khác biệt là giữa các đợt bùng phát ở quy mô nhỏ và quy mô lớn. Ông nói, làn sóng dịch này đặc biệt khốc liệt vượt qua đợt cuối năm ngoái. Người nhiễm bệnh đang có triệu chứng của COVID-19. Tuy nhiên, các bệnh viện, phòng khám không xét nghiệm COVID-19 mà chỉ truyền dịch. Gần đây, có rất nhiều người đột ngột qua đời. Điều này có nghĩa là hiện nay có rất nhiều người đang chết. Hàng ngày, đi trên đường, tôi nhìn thấy những chiếc ô tô chở thi thể đi hỏa táng. Những chiếc xe này chạy rất chậm và giải tiền giấy trên đường đi. Ông Lâm cho biết trong cộng đồng nơi ông sinh sống có 10 tòa nhà. Ông kể, tôi biết có 5-6 người chết, có người chết tại nhà, có người chết ở bệnh viện. Đặc biệt có nhiều người bị sốt và ho. Ông nói thêm rằng, lò hỏa táng hoạt động từ 6 giờ sáng. Ông Hầu, một công dân Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, nói với phóng viên báo đại kỷ nguyên tiếng Trung rằng, ở vùng Đông Bắc, mùa đông hàng năm có nhiều người già chết. Đặc biệt, mùa đông năm nay càng có nhiều người già chết hơn. Ông Lâm tiết lộ, ít nhất một nửa số bạn cùng lớp của con gái ông bị nhiễm bệnh, một số trẻ có biểu hiện phổi trắng ngay sau khi bị nhiễm bệnh, một số trẻ được rửa phổi và xuất hiện nhiều nốt ở phổi. Tuy nhiên, Đại Cộng sản Trung Quốc đã che giấu dịch bệnh và nói rằng đó là bệnh viêm phổi do microplasma. Năm ngoái cũng không nghiêm trọng như vậy. Ông Lâm cho biết, cách đây một tháng, tất cả các phòng khám đều kín chỗ. Ông nghe nói, có đứa trẻ được điều trị tại các phòng khám tư nhân và cuối cùng đã tử vong. Hai bên thương lượng và giải quyết với số tiền 1 triệu nhân dân tệ. Tài khoản mạng xã hội bác sĩ Cao, người được xác nhận là bác sĩ điều trị tại khoa y học cổ truyền Trung Quốc, mới đây đã đăng một đoạn video cho biết tình hình bệnh viêm phổi do microplasma ở Thẩm Dương, Liêu Ninh rất nghiêm trọng và đã xảy ra một đợt bùng phát lớn, khiến nhiều trẻ em bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khoa nhi lại càng đông đúc hơn khắp nơi trẻ em ho sặc sủa, kêu la. Virus có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của trẻ nếu không được điều trị kịp thời, những di chứng để lại sẽ càng đáng sợ hơn. Ông Hầu đến từ Cáp Nhĩ Tân cho biết, năm nay đặc biệt có nhiều người bị cảm sốt, trẻ em bị ảnh hưởng nhiều hơn, hàng dài người xếp hàng để tiêm thuốc và tất cả các bệnh viện đều chật kín. Ông Hầu kể, nhiều người bị nhiễm bệnh nhiều lần. Tôi bị nhiễm hai lần trong vòng một tháng, các triệu chứng giống như cảm lạnh ở giai đoạn cuối của virus corona mới. Còn tôi 8 tuổi, lớp con tôi có nhiều cháu bị cảm, đều xin nghỉ để đi tiêm nên tỷ lệ đến lớp không cao. Thưa quý vị, mục thời sự quốc tế của DKN đến đây tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất trân quý và mong chờ những đóng góp của quý vị với vai trò cộng tác viên thường xuyên hoặc không thường xuyên Mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hòm thư a dkn tv Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.